For you? Did you see? Yes. Okay. Now, okay, do you have anything to tell me today? How's about your day at school? I'm so excited. So excited? What happened? Because this month is my birthday. It's almost, it must be about more than a week. Great. But how about today? Yes. What do you have fun in in class? Yes. But today I'm so bored, sad because my teacher can't talk little, talk small. Để như nói nhỏ nhỏ không nói được á. Okay. Okay. Now, I think we should start our lesson. Yeah. Chứ nói vậy là con vui hả? No. So you said excited? I asked about something make you excited. Chị nói thì khác rồi. Em về sinh nhật chỉ khoảng tầm 2 tuần nữa thôi. Vào ngày 19 tháng 12. Oh, you said 17, the last weekend. Last weekend you say that 17. Có nhầm. Đúng là vô ngày đó thiệt, nhưng mà do là các bạn bệnh không tổ chức được cho nên thứ bảy. Yeah, okay. Nó hợp lý hơn đúng không? Reasonable. Okay, Josiah cùng expecting a day by day tới ngày đó nha. Now we start our lesson. Welcome you to Flyer 2. This one is test practicing reading and writing skill. As usual, part 1, click and write and then correct word. Okay. May mà ngày đó không phải là ngày đi học, tại vì con chơi từ 5:30 đến. Đúng rồi, mình sẽ lựa một ngày mà mình tổ chức cho nó thoải mái ha. Vậy thì cứ từ từ chúng ta mỗi ngày chúng ta sẽ lên kế hoạch một chút xíu cho cái bữa tiệc đấy nha. Now, look at that. How many words are there? Yeah. Fourteen. Do you know all the meanings of this word? Yes. I know. Which one? No one. No one. Why no one? One language. Nothing. No word. You know all the words. Okay. Now let's start. Number one. When it's dark, this can help you to see. Fill in the blank. It's easy, right? Yes. It's almost easy. Trời ơi, quên tắt Unikey. This subject teaches you about people who live a long time. Story. Thank you.
À, finish. Finish, chứ không phải là finish. Okay, finish. What is dark? Can you see? It's a torch. Good. The subject teach you about how people who lived like long times ago. You got magnet. The doctor give you medicine. You can go to the circus to see clowns, horses, and elephant. If it's snowed, you can sit on a sled and go down the hill. Do you want to have a sledge? Yes, but in Vietnam it don't have. It doesn't snow. Have. Okay, it doesn't snow. Okay, I like to, but it's the same thing like you. Okay, now we have 5 more from number 6 to number 10. You know, yeah, gone, huh? You want here if you want to catch a train, a station. About mountains, river, geography, geography. Trời ơi, sao lại số 2? Tại sao số 2 geography? This has a lid on top and you can the hospital open and feel this traps closeness to make your world. Finish. Yes, okay. You wait here. You wait at a station so you can get a train. So what kind of station? What kind of station? Train station. Good. Okay, you take your clothes into a suitcase when you go on a train or even you go on a plane. Yeah. On a couch, anything. This subject teach you about mountain, rivers, and lakes, and also about the earth. Mm. Right? About the sun too. Nature. Okay, and this often has a light on top and can take you to hospital. And we also have a vehicle have a light on top. But it's not take you into the hospital. It's take you into the police station. Okay. Ngoài cái xe cứu thương là có light on top ra thì còn xe nào có light on top nữa? Xe cảnh sát. Yeah, so it take you to the police station, right? Đúng không? Police car. And this shop selling things to make you well. A chemist. A chemist vậy nó có nghĩa là gì? What does it mean? Nó cùng nghĩa với một cái gì? Nó cùng nghĩa với một cái tiệm bán thuốc. À, tiệm bán thuốc thì học là gì rồi? Thuốc tây. Pharmacy. Và nãy giờ con đã được đúng hết. Cho nên là con mình sẽ tự thưởng cho mình một thêm một sao. Tay. Ok. Tự nốt vào nhé. Xuất sắc. À, tiếp tục. You write, look and read, then you write yes or no. Oh my god, có đã được 10 sao rồi. Now, look and read. Bây giờ mình sẽ look at the pictures and then do the first from number 1 to number 7, yes or no.
Pirates là thuyền trưởng đúng không? Hải quân đó. Cô ơi, từ này từ gì đấy cô? Từ nào? Which one? Con phanh vào cho cô với. Từ này. Pirate. Pirate are the people in the pictures. Là thủy thủ à? No, it's not a normal. It's not a normal. Thuyền trưởng hả? Oh, you can see the flag. You can see the flag. Can you see? Áo hải quân hả? Not quân quân cái cải. Cái cờ kinh khủng như này chỉ dành cho những người làm việc xấu thôi. Hải tặc. Okay. Not marine. Không phải quân đâu, hải tặc đấy. One of the pirates has just fallen. Ừ đúng rồi mà. Đúng. Yes. Con sẽ ghi dấu sao vô. Cái nào đúng thì con sẽ làm đúng. This the tallest pirate is carrying a box of treasures. No. Ủa cái người nào vậy? Cái người nào là to nhất vậy? Cao nhất vậy trời? Who's the tallest? I don't know. Sai rồi, hơi cứ nghĩ là sai á. The tallest pirate is carrying a box of treasures. Can you see if someone is carrying the box of treasure? Okay. Con chỉ thấy cái người này là con chỉ thấy cái người là cao nhất thôi. Đó, thì đấy con so sánh trực quan luôn đấy. Tại vì người ta đã cố tình nói cái người đó là cao nhất, thì đó là có một người đứng cạnh để con so sánh xem là anh ta có thực sự cao hay không đấy. Nếu đã thấp hơn một người thì chắc chắn không phải cao nhất rồi. One of the pirates has just fallen into the sea. Oh, can you see that? Yes. Can he swim? Could you? Do you know? Yes. Of course, because he's pirate. Number two, the tallest pirate. No, 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 no. There is storm in the sky. Is that right? Why do you know that is a storm? Because it has the light. It has the lightning and the thunder and the black cloud, right? An octopus is climbing the small boat. Yes, and it is green. Do you know? Do you remember yesterday in your homework? You have to color an octopus green. Yes. Why didn't you color that? Tại sao cô phát mấy cái bài như vậy thì con cô để cho nó in ra để cho con tô cho thoải mái mà mình lại không tô. Tại vì lúc đó con đang ở trường với lại không có tới mỹ thuật cho nên con không mang màu. Tại sao thì về nhà rồi tô bù lại cũng được nhé. Không sao hết. Now, the monkey is throwing coconut at the pirate. So the monkey is, what is the monkey doing? The monkey is throw the coconuts. It's throwing? Shark. At the shark? Is it is the care of the shark? The pirate with red trousers is sleeping under the tree. Okay. Is he sleeping well? Yes. Looks so good. And the last one, two other butterflies are flying above a bigger boat.
No. No. Yay. Yay. How many right answers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seven. Seven. No, Dad. When you have 100 stars, you can ask your mom to give you a two something. Okay, I always think I can make a conversation. Em ơi mẹ ơi. Mẹ ơi. Khi nào cô bảo là khi nào con làm đúng đến 100 sao thì mẹ nhớ thưởng con một món quà giá trị nha. Để cô chưa nói đến chuyện giá trị nha. Giá trị đó chưa? Ôi, giá trị mình có nhiều giá trị mà đúng không con? Rất nhiều loại giá trị không sao hết. Nhưng mà chắc chắn ở kim cương luôn hả? Ok, vậy thì cố gắng lên. Cô tin là cái đó cũng cứu được cho con đó. Next one. Part 3. Lucy is talking about Paul's on his birthday. What does Paul say to Lucy? Now, it's what Lucy said yesterday, wasn't it, Paul? Now, you will have 2 minutes. Con sẽ có 2 phút để sắp xếp, sau đó mình sẽ đọc qua. I will be Lucy and you will be Paul. Did you have a party? Sao có câu này không có câu trả lời vậy? Có một hỏi điện đại, một hỏi điện sao? Không thấy chứ. Con sẽ gạt đi để con biết cái nào con đã làm rồi. 1 nè 2 nè. Con sẽ kỳ ạ. À, sao vậy? What's problem? Mình thử đọc lại hết một lượt nữa xem. Còn bài, còn cái đầu tiên con chưa điền kìa. Nó đã phải là example. I want to help. Did you have a party this year? Hôm nay cậu có tổ chức bữa tiệc không? Không biết. Not this time. I don't know. Có cái điện đại đi. Chúng ta Okay. Okay, now. Next one. Did you have a party this year? Not this time. We went to a restaurant. Oh, who did you go with? Just my family and 2 friends. And what was your favorite present? My parents gave me a bike. Excellent. Shall we go for a ride together? If you like, let's go to the park.
Great idea. Will your brother come too? No, he's busy today. Okay, how many stars for this one? Let's see. Five more, okay, plus five. Yeah. Thì anh được 100 star lắm. Chờ con đúng. Yeah. Read the story. Câu là bao nhiêu câu? Câu là bao nhiêu câu? Cái bài kia có bao nhiêu câu? Five star. Read the story. Choose a word from the box. Write a correct word next to number 1 to 5. Tom loves working in the garden. Yes. He's come in his chocolate in his village, Roy. We need good job. Nào dịch đoạn này cho cô luôn. Translate. Tom thích làm trong một ngôi vườn. Nó là sở thích yêu thích của anh ấy. Anh ấy trồng rất nhiều trái cây và grows a lot of fruit and vegetable. Trồng rất nhiều gì? Fruit. Trái cây cây ăn quả. Cây trái cây á. Cây ăn quả và rau. Ở đó. Every year. Mỗi năm. There is a competition. Có một cuộc thi ở trong làng của anh ấy để tìm ra what the best watermelon, quả dưa bự nhất, quả dưa hấu bự nhất hoặc là tốt nhất, kiểu như vậy. Dưa hấu cô nghĩ là tốt nhất. Đối với dưa hấu thì là nó bự nhất, đúng rồi. And Tom thì thường xuyên Tom thử để chiến thắng. Chỗ này mình không dịch là thử, mình sẽ dịch là cố gắng con ạ. Và năm nào Tom cũng cố gắng để giành chiến thắng. Năm nay anh ấy cảm thấy rất vui vì... Rồi tiếp theo chúng ta sẽ điền nha. Điền đã xong rồi dịch. Và anh ấy có quả dưa hấu to nhất hơn bất cứ ai. Đấy là phải là than anyone, chứ phải là that được. Nó nhìn giống một quả bóng đá. Nó xanh và tròn và vì vậy nó to. Nó to cho nên Tom không thể nhấc nó lên được. Nó rất là nặng. Anh ấy tưới nước cho nó hàng ngày. Nó
nó cứ to hơn vào buổi tối. Anh ấy mang cái chân ra ngoài và chấm chấm. Đúng rồi, giờ thì lại một chút nha. Anh ấy nghĩ rằng anh ấy có cái quả dưa mà to đến mức, cái này cô nhầm một chút là tại vì mình vẫn dùng để đát dùng cho cái mệnh đề đằng sau, đó là cái mệnh quả dưa to nhất mà chưa ai có thể nhìn thấy được hết. Nhìn giống như là một quả bóng đá vậy, nó vừa xanh mà lại vừa tròn. So big that can't pick up thì mình sẽ dịch là nó quá to để mà tôm có thể nhấc nó lên được. Quá to để mà làm gì đó. So something to pick something đó. It's too heavy và nó quá nặng đi. He gives a lot of water every day. Cậu ấy tưới nước cho nó rất là nhiều mỗi ngày. Và mỗi ngày và ngày qua ngày thì nó càng ngày càng xanh hơn và to hơn. Buổi tối cậu ấy mang cả chăn ra và như thế nào đây? Let's see. Ủa cô mới chấm có một cái mà. Cái đúng rồi, không hai cái kia đều đúng rồi. Tiếp theo là mang cái chăn ra and và xong là con sẽ tự động đọc. Cậu ấy mang cái chân ra ngoài và làm gì? Sleep on the ground next to his watermelon to look at it. He is afraid because I'm on my climbed over the water and it. Bend it. And là bán, là lấy trộn nó đi đúng không? Cái nào? No, you con điền đi đã rồi. Tí là cũng mới check chưa? Đúng không? No. Nếu gợi ý nữa thì this is my star, not yours. Ok? Không bao giờ. Yeah. Oh, vậy ư? Really? Con sẽ tự đoán ra nó. Uh-huh. Con học rồi mà. Quyết định rồi. Nó sẽ tự làm. Không quyết định rồi mà mẹ cô thấy gõ gõ xong rồi lại không thấy gì nữa. No, never. Quái. À nhớ rồi. Nhớ spend là gì rồi, bỏ ra. Nhớ rồi. Bỏ nó ra. À, con sẽ không chọn từ đấy đâu. Còn lâu mới lấy được nha. Còn lâu nha. Xong rồi. Okay.
sleep next to the spray, someone might climb over the wall and steal it. Tom decided that this year he's not going to lose the competition. Very good. Rồi, cộng thêm 2 điểm nữa. Giờ thì cô thu rồi. Ủa, cô có đấu với con đâu. Okay, you're right. Đó. Now you choose the best name for the story. Okay, wait me. Wait. Now. Tom's big wish. Okay, really good. This is a Tom big wish. Điều ước lớn nhất của con. Now part này mới khó nè. Now you look at the picture and read the story. Some words, complete the sentence about the story. You can use 1, 2, 3, or 4 words. Ben find his dinner. Cái này đọc đã luôn. Yep. Tết nào con không sợ bài này hết. Now you read for me. The first, read for me. Last summer. Yes. Last summer, Emma went for a walk in the forest with her dog, Ben. It was a lovely day. She was throwing a ball and Ben was running after it when suddenly he saw a rabbit. The rabbit ran behind some trees and Ben followed it. Ben was, Emma was afraid because there was a waterfall near the trees. She could hear it. Naughty Ben, she shouted, come back, but Ben didn't. Shouted, and Emma couldn't find him anywhere. She ran to the waterfall. It was very noisy, and there were lots of dangerous rock in the river there. Oh no, she thought. Ben was falling. She looked into the water, but she couldn't see him. Then someone whispered, who's there? Emma shouted. Emma, it's me, a boy answers. And answered, who? Shouted, Emma, is Robert your best friend? She laughed. He laughed. I'm making lunch in a cave that I've found. Come and see. Emma walked over the big rock behind the waterfall, very slowly and carefully, and saw a big dark cave there. She went inside and saw Robert and Ben there. Robert was cooking on a fire. And Ben was eating lots of sausages when she walks in. Now I understand, laughed Emma. Those look good. Have you got enough for me too? Of course, said Robert. Okay, now you, this one, naughty. Naughty, the first word. Naughty. Naughty, that means you are not good.
You don't listen to anyone. You don't obey them. You break something. You going somewhere. You gotta leave. Leave hoặc là nghịch ngợm á. Nè, tiếp theo từ rocks. Nó phải có s nha. Rocks. 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 Next one. She thought. The thought. She thought cô ấy đã nghĩ như thế. Oh no, she thought. She thought. Không phải thought. Thought chữ thờ mà. She thought that has fallen in. Fallen in. Fallen in. And hồi nãy tự nhiên con đọc sai chữ water đó con. Nãy con đọc là cái gì á mất rồi đó. Water. Water cũng được. Water cũng được. Còn cái chỗ kia nè. Then someone whistle. 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 Là im lặng. Whistle. Whistle. Mm. Oh my god. I don't know. Don't let mommy know that, okay? Don't let your mommy know that. She's gone. She doesn't like it. My mom either. Next one, walked in. Con chỗ này mình, con nếu con không thêm được, không nối vào được thì mình cứ đọc riêng ra walked. Walked. Nó là thờ, âm cuối là ad đầu là thờ, cho nên walked in. Walked in. Nối thì nối vào hả? Vậy luôn nha. Chứ không phải là hồi nãy con nối s á. Now, okay. You do your exercise. A man and man were in the forest. They ran behind some trees after a rabbit. Emma felt afraid because of the waterfall. Okay, number two, number three. Move on. When Emma called Ben, he's... The boss. What? The boy was. When the boss sent he something back. He called back. Really? He. You yeah. Can do 1, 2, 3, or 4. Con dùng được maximum là 4 từ mà. Đâu phải bắt buộc là con chỉ điểm 1 từ đâu. Trong một chỗ trống này con có thể điền maximum 4 từ. Từ 1 từ 4 từ. Nhưng mà con không biết là từ gì cả. Whistle. No. Nói Ben mà. He didn't come back. Okay. Ben, are you my water? Right. Rồi. So Ben, you're here là ai? Here đây là ai? Con đúng hết đúng không? No. Được mà. Ben đâu mà. Ben đâu phải là he đâu con. Or Ben hoặc là cậu ấy đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này chị Emma chỉ có nghĩ về Ben thôi.
Thì Ben hoặc là my dog. Anh ghi đúng á. Cho nên là con được 3 điểm. Ok. Lần này thôi nha, lần sau mà tự nhiên lòi thêm một cái đáp án không đúng như vậy thì con sẽ tính là không đúng đâu. Tại vì con không phải là khi, không phải là thiếu là sai mà đôi khi thừa nó cũng sai đó, hiểu không? Yeah. Ừ. Next one. Tiếp nè. Sound, sound. The... Ôi sao khó vậy, câu 4 khó vậy. Câu 4 chắc mình thua mất. U là sẽ không có điểm. I think the word was sounded. You can read the second paragraph. But then didn't remember surrender the waterfall. It was sounds. It sounded not cái thắc mắc thì nghe như thế nào? It sound whistle. Really? Cái thác nước cơ mà. I don't know. Đọc kỹ ra một chút là được nè. It sound div it sound dangerous. Really? No, can you see where you can quick where can you find a waterfall works? Bây giờ dịch nha. Cô ấy gọi Ben nhưng mà Ben không quay lại. Nhưng mà bà Ben Emma không thể tìm thấy nó ở đâu cả. She ran into the waterfall. Cô ấy chạy tới thác nước. Nó rất là old và rất là nhiều đá nguy hiểm ở xung quanh, ở những con sông xung quanh. Vậy thì cái thác nước này nó, cái tiếng của nó như thế nào? Is that good? Yes. Sound. A sound. Vậy thì đọc ra kỹ bài nha, thật là kỹ vào. From number 4 to number 7. Những cái lần sau, những từ sau trở đi nha, những cái bài test practicing như thế này này, cô sẽ để cho con tập làm như kiểu là con làm test thật luôn. Ok? Thì lúc đấy mình tính điểm nó mới chính xác. Còn ví dụ như là trong cái bài bình thường mình học á, tính điểm nếu mà con cộng sao thì nó siêu siêu dễ luôn rồi. Tại vì lúc đấy cô giảng bài cho con. Đúng không? Đối với những bài test practicing thì nó sẽ đắt giá hơn vì những cái sao này con sẽ phải tự làm ha. Còn đối với những cái bài bình thường á, hôm sau mình học á, cô sẽ cơ cấu lại cái sao của mình một chút nha. Tại vì nếu mà tính điểm nhiều quá, tự nhiên cộng nhiều sao quá thì nó sẽ mất hay. Ok, ít ít mình quỳ. Kiểu như là mình tính á, mà mình tính á, là được, mình tính nó từ trên xuống dưới á, mình ghi hết từ trên xuống dưới. Nhưng mà mình muốn tính nhanh á, thì lấy máy tính bấm cho nó nhanh. Mà quá 100 thì còn giá trị hơn nữa. À, vậy thì bây giờ nếu mà làm tính sao như thế thì đôi khi cô sẽ tính giờ đấy, lâu quá. Khó. Khó thì phải làm sao? Khó thì làm sao? Cô đã gợi ý rất là rõ ràng như vậy rồi. Vậy thì câu nào khó trước tiên hết? Bỏ qua, đi thi. Câu nào khó làm sau, câu nào dễ làm trước. Được chưa? Tại vì những cái câu này nó không liên quan đến nhau. Con có thể tìm từng câu trong từng đoạn riêng, nó không liên quan đến câu dưới. Con không làm được câu trên, nó không liên quan đến câu dưới, nên không sao cả. Cao môn à. Vốt dữ quá mà. Nhưng mà dù sao cũng đẹp đấy. You may try in your birthday. Ví dụ birthday thì mình thử đi cố nó xíu. Nhìn cho nó khác lại. Nhưng mà mình không tóc đâu, con chỉ có thể tự làm tóc thôi. Ừ, thì con tự làm đi, con có thể tết tóc xong con ngủ qua đêm ấy. Cô bày cho nhé, con nhờ chị gái con tết hai cái bím tóc này xong mình ngủ qua đêm. Để sáng mai con gỡ ra sẽ có con gội đầu là nó hết. Nhưng mà nó
con cũng là như thế, nhưng mà tóc con một chút là nó sẽ hết ở. Vậy à, vậy chứng tỏ là tóc con cũng khỏe đấy chứ. Tốt đấy, tóc như vậy rất là tốt. Nghĩa là nó khỏe, nó khỏe, tóc rất là khỏe, tóc rất là tốt, vì nó không để cho ai bẻ cong được cả. Nếu mà không có chịu sự tác động như là nó rất là cứng rắn đấy không? It's really strong. Nó vẫn chưa cong cho lắm cho nên là con sẽ cho nó cong hơn nữa. Ok, ok. Thôi chừng đau quá nha. Nó quấn lên đấy xong bắt đầu suy nghĩ, để cái suy nghĩ ở trên nó luôn. Cái waterfall ở trên nó luôn. À, vậy thì làm câu 5, 6 and 7 trước đi. It was Emma's dog. It's the Robert Emma's dog. Robert. Okay. Okay. You are not going to do number 4, right? Finish? No. No. Okay, I give you 1 more minute because we are running out of time. Just 1 minute only. We end of the time. It's 9:45. Cảm ơn có cái đáp án trong đầu tôi đi mà. Anh được 4 sao đi mà. 15 second. Time's up. Chưa mà. À từ từ. Có 15 giây thôi. Hết rồi. No, no, no. Your answer is not accepted. Okay, let's see. The waterfall sounds very noisy. Dangerous, dangerous. Nó là cái tính chất của những cái hòn đá đấy thôi. Nhưng mà cái waterfall không thể là nghe nguy hiểm được. Nó phải nghe cái tiếng của nó rất là ồn nhá. Thế cho là it was very noisy. Cô đã đọc luôn cái câu đấy cho rồi mà không liền được. Ôi ôi ôi. Tiếc không? Tiếc quá. Tiếc quá thì lần sau mình phải đọc kỹ hơn. Hồi nãy cô đã gợi ý hơi bị lộ liễu luôn. Cô tưởng cô đọc rồi. Sao? Đủ. Đó, cái gì đấy? Áo của cô. À. Nhưng mà không được, không được nói cái từ hồi nãy mới nói cái gì đấy. Nói gì? Rồi. Robert, it was Emma dog. Con chó của Emma tên là Robert hả? Người mà đã gọi cô ấy tên của ấy từ cái hang. Có phải không? Sao tự nhiên? Friend. Best friend luôn á. Trời ơi, gọi best friend là dog. No, please. Xóa hết là coi như là không tính đáp án nào đâu á. Con có cái này. Con có cái này á. Tự nhiên sao hết chứ vậy? Rồi, đây, đây, đây. Từ từ thôi. Tạm thời phải nhìn như thế này đây nè. Nó lộn xộn hết. Nó bị... Đâu? Nó đâu có hiện ra đáp án của con đâu đúng không? Mất thật. Không cứu được nữa rồi. Mình không nên có cái kiểu là đang chữa bài mà bị xóa đáp án đâu nhé Thủy nha. Làm như vậy là nó mất hết luôn. Đúng hay sai thì cũng phải để đó nữa chứ. Đúng không ạ? Thấy chưa? Giờ không cứu lại được nữa rồi này. Chắc con phải làm lại mất. No, nhưng mà hết thời gian rồi. Con bị quá giờ luôn rồi. Chữa thôi. Emma had to climb over some rocks to get to the cave. Hồi nãy có làm rocks. I didn't remember. But you delayed it.
Nhưng hiện tại là sao? Ở trên màn hình có đáp án không? No. Đi thi mà mình làm như vậy có được tính không? No. No, đúng không? Em phải để nguyên chứ. Đúng hay sai em phải để nguyên. Lỡ câu đúng câu ra thì sao? Sai là sai hết rồi. Number 7. When Emma went inside a cage, Ben was eating sausage. Câu này hình như con nhớ là con làm khác. Con làm hungry. No. Cậu ấy không hungry because I'm making lunch. Okay, đó. Chỗ này là thấy em chỗ này là không phải là Robert mà thấy Ben không? Con nhìn thấy cái chỗ này nè. This one. Robert was cooking on a fire and Ben was eating a lot of sausage when she walked in. Robert thì đang nấu ăn ở trên cái đống lửa ấy và Ben thì đang ăn rất là nhiều xúc xích khi mà cô ấy bước vào. Cô ấy chính là Emma. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Lỗi giờ này, không làm được phát xích. Phát này về nhà làm nha. Làm luôn đi. Quá giờ rồi, cô phải, cô có việc, cô phải tắt chứ cô không ở lại với con được hôm nay đâu. Cô phải giữ meeting nữa. Cô sẽ chụp màn hình lại cho con. Thôi được rồi. Cô sẽ gửi cho con làm ở nhà nha. Ok. Lần thấy chưa? Cho nên lần sau á mình làm bài part 6 part 7 luôn nè. Chà chà. Này cô Hồng chơi trò mình hơi bị chậm đó, slow đó. Lần sau mình sẽ fast up nó lên nhá. Chúng ta sẽ giới hạn mỗi phần chỉ có bao nhiêu thời gian đấy thôi nha. Ok. See you. Bye bye. See you.